Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc bị bủa vây, Bộ Chính trị đang chốt danh sách người thay thế. Chiếc ghế đã yếu và dính sai phạm nghiêm trọng thì khiến ông Nguyễn Xuân Phúc là đối tượng bị công kích mạnh nhất. Lẽ ra khi mất ghế Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc nên ý thức được rằng thời của ông đang bước qua sườn bên kia của quả núi. Ghế Thủ tướng mà không thể giữ cho ông được thế và lực ở đỉnh cao thì ghế Chủ tịch nước cũng khó mà giữ được cho ông yên vị, vì rất nhiều kẻ trong nội bộ của Đảng dòm ngó chiếc ghế này. Như tờ Thời báo.d đã đưa tin, ông Nguyễn Xuân Phúc đang bị ông Tổng xua quân tấn công mạnh. Ghế của ông Chủ tịch nước liệu ông có còn trụ được qua khỏi Hội nghị Trung ương 6 hay không là một câu hỏi được nhiều người đặt ra. Cùng với vụ án Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu đang được khơi dậy, ông Tô Lâm đã có trong tay thêm bằng chứng về sự liên hệ của người nhà ông Phúc với hai vụ việc nghiêm trọng này. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam. Còn không bao nhiêu ngày nữa là đến Hội nghị Trung ương lần thứ 6, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn đang cố chống với hy vọng là sẽ trụ lại được tiếp tục hết nhiệm kỳ. Còn phía đối thủ đang gom tội của gia đình ông Chủ tịch nước cho cuộc họp này. Ngoài sai phạm động trời tại công ty Việt Á, người nhà của ông Chủ tịch Phúc cũng còn dính đến vụ án chuyến bay giải cứu hết sức nghiêm trọng. Như vậy là cả hai vụ trọng án, gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc dường như đều bị dính hết vào đây. Ông Nguyễn Xuân Phú Trọng đã trải qua được hai nhiệm kỳ làm Tổng Bí Thư. Nhiệm kỳ đầu, ông củng cố lực lượng để quật ông Nguyễn Tân Dũng và ông đã thành công. Nhiệm kỳ 2 là ông lập lò đốt và người giúp ông làm công việc đốt lò hiệu quả ấy, không ai khác, chính là ông Tô Lâm. Đã 7 năm nay, ông Tô Lâm làm công cụ cho ông Tổng Trọng, thì giờ cũng đến lúc ông Tổng Trọng phải hỗ trợ ông Tô Lâm thực hiện nguyện vọng của ông ta. Ở giữa nhiệm kỳ mà không vào tứ trụ thì xem như sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm kết thúc sau khi hết nhiệm kỳ này. Trong ba chân trụ phía sau ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thì chân trụ Chủ tịch Quốc hội là phe ta, trụ Thủ tướng thì vẫn còn đang vững, còn lại chân trụ Chủ tịch nước là khả dĩ nhất. Chân trụ này dễ cho ông Tổng lật lên, ông Tổng đã dồn sức để loại ông Nguyễn Xuân Phúc khỏi chiếc ghế quyền lực của Đảng. Đây là hình ảnh phu nhân của ông Chủ tịch nước là nguyên nhân gây rắc rối cho ông trong thời gian vừa qua. Theo như chúng tôi được biết, càng gần đến ngày khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 6 thì tình hình càng căng thẳng. Khả năng là ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị ép phải rời chiếc ghế là rất cao. Lúc này hầu như không ai hỗ trợ ông Phúc cả, chỉ một mình ông gồng gánh chịu đựng. Trong khi phía bên kia, ông Tổng Bí Thư đang lựa chọn người thay thế, như chuyện ông Chủ tịch nước rời ghế là điều hiển nhiên vậy. Thế lực của ông Chủ tịch nước rất hùng hậu, người đứng đầu cho chủ trương này là ông Tổng, phía sau ông Tổng là Tô Lâm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng tiếp sức, và phía sau ông Tô Lâm có cả ban bệ là ông Trần Quốc Tỏ, một thế lực khá mạnh trong Bộ Công an, dồn sức để tấn công ông Chủ tịch nước, khó mà chịu được. Bình thường ông Trần Quốc Tỏ không hợp với ông Tô Lâm cho lắm, nhưng trong trận chiến bứng chiếc ghế Chủ tịch nước thì không những ông Tô Lâm được lợi, ông Trần Quốc Tỏ cũng có lợi, có thể lên chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Với lực lượng hùng hậu như thế mà không bứng được ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì ông Tổng Bí Thư cần xem xét lại thế lực của ông có thực sự mạnh vô đối hay không. Về phần ông Chủ tịch Phúc, ông bị bổ vây đến thế, bóng trụ lại được chiếc ghế Chủ tịch nước thì có lẽ ông cũng không nên bi quan về sức yếu của bản thân mình. Đây là hình ảnh liên minh chống Phúc. Trong hệ thống chính trị Việt Nam, ai vào tứ trụ thì cũng gần như đã chấp nhận những hậu quả khốc liệt nhất khi tham gia đấu đá lẫn nhau. Ông Trần Đại Quang cũng đã từng chọn cánh bám tới cùng và phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Không biết ông Nguyễn Xuân Phúc có bám như ông Trần Đại Quang hay không? Và nếu bám như ông Quang thì ông có đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình của mình? Ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ cần sống sót qua cơn cuồng phong này mà sức khỏe không sao thì đấy cũng là một thông điệp. Và chúng ta hãy cùng chờ xem đã đến lúc võ đài hạ màn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng chuẩn bị vào hang hùm bắt cọp, hai Nhật nghênh chiến, Chợ Giấy sẵn sàng. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2019 đến nay đã được 4 năm. Lần đấy người ta không biết ông Tổng đột nhiên đột quỵ tự nhiên hay do nhân tạo,
chỉ biết rằng ông Tổng ở hẳn ngoài Bắc suốt 3 năm ròng, không dám bén mảng vào Nam. Có lần Thời báo.d đã đào sâu trường hợp này bất thường. Cũng theo thông tin chúng tôi nhận được, ông Tổng Bí Thư đòi phải báo cáo dư luận phản ánh với ông hàng ngày. Điều đáng nói là ông không cần nghe những lời định hót của báo nhà nước, mà ông muốn nghe những lời chỉ trích. Ông Trọng thường không nhịn được những thông tin mà chỉ vào đúng điểm huyệt của ông ta. Chính vì vậy, những video phát vào thời điểm đó khi ông đột quỵ lần một thường bị nhà nước Việt Nam yêu cầu phải khóa lại. Đây là hình ảnh liệu ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có dám vào hang hùm một lần nữa hay không? Hiện nay, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đang là thế lực mạnh nhất, bị cho là sợ đến già vùng đất miền Nam, là một nỗi nhục không thể nào nuốt trôi được. Và hiện nay, theo như thông tin chúng tôi nhận được, là ông Tổng Bí Thư đang vượt qua nỗi sợ hãi để chứng minh những lời nhận xét của bọn phản động là sai. Hiện tại miền Nam có hai nơi hung hiểm nhất đối với ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, đó chính là Kiên Giang và Sài Gòn. Trước khi xảy ra sự cố đột quỵ bí hiểm vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, ông Tổng Bí Thư cũng biết đấy là vùng đất đầy hung hiểm với ông, nhưng ông vẫn can đảm tiến vào. Và những gì xảy ra như là một phần của lịch sử, ai cũng biết nó đã xảy ra như thế nào. Ông Tổng Bí Thư mang tiếng là người mạnh nhất trong đảng, nhưng bị báo chí lề trái chê là sợ không dám vào Nam, thì thấy là sự sỉ nhục đối với ông ta. Và theo như những gì chúng tôi nắm được, thì một vài ngày nữa ông Tổng Bí Thư sẽ tiến vào Sài Gòn như là một sự thách thức công luận. Ông thách thức dư luận thì dễ, nhưng điều hung hiểm cho ông là ông đang thách thức kẻ ông đang hận tận xương tận tủy. Đó chính là Hai Nhật, Lê Thanh Hải. Nói theo ngôn ngữ của báo chí nhà nước thì ông Tổng Bí Thư đang chống tham nhũng. Nhưng đứng ở góc độ phân tích của Thời báo.de thì quan hệ giữa ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Hai Nhật, tức là Lê Thanh Hải, là quan hệ kẻ săn mồi và con mồi. Con mồi Hai Nhật được một số nhà phân tích ví rằng ông ta là mãnh thú chứ không phải là con nai tơ. Cho nên đã qua 7 năm, ông Tổng Bí Thư vẫn chưa cho ông cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh này vào khám được. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải là một ẩn số. Cũng cần phải nhắc lại là tham vọng của ông Lê Thanh Hải là rất lớn. Khi còn đương chức, ông đã bắt tay với Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. Mặc dù ông Chu Vĩnh Khang đã bị ông Tập Cận Bình hạ, nhưng mối quan hệ của ông cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với cánh công an Trung Quốc vẫn còn rất mạnh. Cho nên ông mới trụ vững trước ông Tổng trong thời gian khá dài. Theo thông tin nhận được, ông Tổng đã lên lịch vào Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đột quỵ lần trước tại Kiên Giang, giờ đây phía Hà Nội đã lệnh cho Nguyễn Văn Nên chuẩn bị thật kỹ, đặc biệt là khả năng ứng phó của các thế lực và lực lượng y tế và bệnh viện lớn, và đặc biệt là bệnh viện Chợ Giấy, nơi mà đã góp công rất lớn, giành giật mạng sống trong Tổng Bí Thư vào lần đột quỵ trước đây ở Kiên Giang. Còn về phía Hai Nhật, người ta không nhận thấy ông cựu bí thư Thành ủy này có tác động gì khác thường. Tuy nhiên, không thể coi thường ông Hai Nhật bởi thế lực của gia tộc Lê Trương không hề kém cạnh gia tộc lớn khác tại Kiên Giang. Việc ông Tổng vào Sài Gòn kiểm tra kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh là không cần thiết. Ông Trọng hoàn toàn có thể cử ông Võ Văn Thưởng thay cho ông vào Nam vẫn được. Có gì ông Võ Văn Thưởng tham dự xong sẽ về báo cáo lại cho ông trong những cuộc họp như Quân ủy Trung ương vào ngày 22 tháng 8 vừa qua. Ông Trọng đích thân ngự giá thân chinh chỉ vì công việc còn con là không bình thường. Giới quan sát cho rằng ông Trọng đang thách thức thế lực mạnh nhất tại Sài Gòn với ý đồ mới của ông ta. Đây là hình ảnh Chợ Giấy đang sẵn sàng cho cơ hội cứu Tổng Bí Thư lần thứ hai. Con người Lê Thanh Hải với nickname là Hai Nhật không phải là con người có thể xem thường. Nếu ông Trọng sợ thì ông nên bỏ quyết định, vì rất có thể chuyến đi này với ông là lành ít dữ nhiều. Nếu ông Trọng đi, ông là con hổ thật. Nếu ông Trọng nhập viện, Lê Thanh Hải là con hổ giấy. Nếu phút cuối cùng vì sợ quá ông Tổng Bí Thư phải hủy bỏ chuyến đi thì ông Tổng là con hổ giấy. Sắp tới, ai thật, ai giấy, sẽ rõ cả mà thôi.